Cô chú đi mệt, nhớ nghỉ chân dừng lại niệm Phật. Ai gì là Phật? Không cần phải đi vội đâu ạ. Đi vội mệt lắm. Không thấy ai. Dạ sắp đến rồi cô ơi. Đi chậm chậm nghỉ mệt cô ơi. Đừng đi nhanh quá. Không có thấy luôn á. Nhiều số phone quá, cái gì đâu xài 7-8 số phone. Còn hơn là showbiz nữa. Đó. Lại số mới.